Hôm nay thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng của máy xoa da ha. Đầu tiên, máy xoa da thì nó sẽ có các bộ phận như sau. Thứ nhất là màn hình cảm ứng, thứ hai là cái đầu của xoa da. Thứ ba mình sẽ có cái đế để mình để cái màn hình, và thứ tư là cái đế để bỏ cái đầu xoa da. Thì đây là máy xoa da cầm tay, nó rất là dễ sử dụng, các bạn chỉ cần cắm điện là có thể sử dụng được ha, rất là thuận tiện. Thì nó có ba cái chế độ để soi. Thứ nhất đó là mình sẽ soi tổng quát là cái tầng thường ha. Nếu các bạn bấm vào cái nút này là các bạn có thể soi được cái đầu chế độ đầu tiên nhé. Rồi mình nhìn lên màn hình nè. Cái này là tổng quát là da của mình. Mình sẽ phóng to da ra thôi ha. Mình sẽ thấy được tổng quát da của mình ha. Rồi thứ hai là mình ấn thêm vào cái nút này một lần nữa thì các bạn sẽ là soi sâu. Soi sâu thì mình sẽ thấy được các mạch máu sâu bên dưới ha, hoặc những cái tổn thương sâu bên dưới da. Bấm một lúc nữa thì mình sẽ có chế độ là tia UV. Trong trường hợp cái bạn này nè, bạn là làn da khô các bạn, nên là không thấy được cái sự bắt màu của cái tia UV nhé. Để bác sĩ thử trên một cái bạn da khác ha. Đây các bạn thấy nè, nó sáng lên nè ha. Đó, nó sáng lên. Đó là sự bắt màu của tia UV nhé. Rồi, cái này là bã nhờn trong lỗ chân lông của mình á. Cái này bạn có đang bôi kem chống nắng rồi ha. Mình nhìn trên cái vân da nó sẽ có những cái đường sọc bị động lại kem chống nắng nhé. Thì đó là ba chế độ của soi. Ngoài ra thì trên cái đầu soi này nó có một cái nút là nút chụp ảnh. Ví dụ là khi mình soi thấy một tổn thương thì mình chụp lại cho khách hàng xem ha. Mình nó không có lưu nha, mình chụp lại thôi, nó không lưu ha. Rồi công dụng của máy soi da thì thứ nhất mình sẽ đánh giá được cái kết cấu của cái máy soi của cái làn da của mình. Ví dụ như mình đánh giá kết cấu collagen, các bạn nhìn ha, đây collagen nè, các sợi collagen nó còn khỏe, đang chắc ha, là kết cấu da còn rất là tốt. Đó là cái đầu tiên, là công dụng đầu tiên của máy soi. Thứ hai các bạn sẽ đánh giá được cái lỗ chân lông. Ví dụ như bạn này đi ha, nhìn lên này, lỗ chân lông của bạn này vẫn còn nhỏ nè ha. Đó là công dụng thứ hai. Thứ ba thì nó đánh giá được cho mình cái tình trạng của mụn. Ví dụ như bạn này đi có mụn ha. Soi lên đây, các bạn thấy không, nhòn nè, và có cả mụn viêm nữa. Đánh giá được cái tình trạng của mụn viêm. Đánh giá được sắc tố thâm, nó đậm màu hơn nhé. Này là mụn viêm nè. Đây là chế độ gì vậy bác? Đây, thăm. Đây chỉ là chế độ soi tổng quát ban đầu thôi, thì là phóng to da mình lên thì mình nhìn thấy những cái tổn thương trên bề mặt da đó. Rồi, tiếp theo là đến cái tầng sâu hơn, mình sẽ nhìn thấy được những cái mạch máu ở dưới da. Đây, các bạn thấy không? Cái này là vết thâm do mụn để lại này, thì nó sẽ đỏ và nó có những cái mạch máu đi tới. Mình sẽ đối với những cái trường hợp mà da nhạy cảm hoặc là da nhiễm corticoid, các bạn soi lên là sẽ thấy rất là rõ các mạch máu ha. Đúng rồi, đó là lộ mạch máu. Rồi thứ tư là mình sẽ biết được cái da của khách hàng là thuộc da gì. Ví dụ như khách hàng da dầu thì khi mình soi á, mình sẽ thấy là trên bề mặt nó rất là nhiều hạt nhờn, hạt dầu. Trong cái lỗ chân lông á, nó sẽ có nhiều bã nhờn, thì đó là làn da dầu ha. Lỗ chân lông thì to. Còn đối với da khô thì mình sẽ thấy bề mặt nó sẽ sần sùi, hơi thô ráp, lỗ chân lông nhỏ. Còn đối với da nhạy cảm sẽ thấy mạch máu, các mạch máu nhiều, làn da đỏ nhạy cảm. Còn thường đối với da thường á, thì mình sẽ thấy tình trạng dầu ít ha. Không có mụn hoặc là ít mụn, nám thì cũng ít luôn. Đó là làn da thường nhé. Thì mình sẽ đánh giá được cái tình trạng da. Ngoài về cái mặt thẩm mỹ mà máy xoa da đem lại á, thì mình còn có thể phân biệt được một số bệnh lý nữa. Có nghĩa là công dụng máy xoa da có thể phân biệt một số bệnh lý. Ví dụ như là bệnh lý ác tính và bệnh lý lành tính. Ví dụ như mụn này, nhọt này, hoặc là những cái u lành tính. Còn bệnh lý ác tính giống như là ung thư, hắc tố vân vân, thì mình cũng có thể phân biệt bằng máy xoa da. Cái này á, thì nó sâu về mặt bệnh lý. Ví dụ như mụn thì các em sẽ thấy mụn, còn nếu mà là ung thư thì mình nhìn thấy rõ luôn, đó là một cái khối u luôn. Thì mình phóng to nó ra và mình xem được dưới tầng sâu nên mình có thể thấy rõ được ha. Rồi tiếp theo là mình có thể phân biệt được một số bệnh lý. Ví dụ như là mình phóng to được, đây là mình thấy được những cái con cháy con nữa. Rồi mình có thể phân biệt được giữa mụn cóc và vết chai. Ví dụ như bình thường á, một số trường hợp khó mình sẽ thấy vết chai và mụn cóc nó như nhau. Nhưng mà nếu mà mình phóng to lên là mình sẽ thấy là cái mụn cóc nó sẽ hơi sùi sùi. Thì đó là cách để phân biệt bệnh lý nữa. Nói chung là công dụng của máy xoa da thì cũng khá là nhiều.
Ủa bác, thường là cái máy này nó sẽ soi gấp bao nhiêu lần so với mắt thường hả bác? Ừ, thường thì máy này có thể soi gấp 200 lần so với mắt thường mình. Ừ. Ví dụ như trong một số bệnh lý như chàm này, ha, hoặc bẫy nến á, các bạn không nhìn thấy những cái sen thương như là mụn nước nhỏ li ti, các bạn có thể soi thì nó sẽ rõ hơn, hoặc là ghẻ vân vân, mình soi thì mình cũng sẽ thấy rõ hơn cái sen thương. Ừ. Còn ví dụ nếu mà soi mình có biết bị nấm không bác? À, biết nha. À, thì sen thương của nấm mình thường soi bằng cái này nè, nó phóng to ra mình dễ phân biệt hơn rất là nhiều. Như nấm tóc này, nấm da đầu này, hoặc là nấm trên thân mình cũng dễ soi được. Soi bằng cái chế độ nào? Mình sẽ soi bằng chế độ thông thường và chế độ tia UV là mình sẽ thấy được nấm. Rồi đầu tiên thì soi tóc á các bạn, thì các bạn nên rạch hết tóc ra để bộc lộ được cái da đầu thì mình mới soi được cái da đầu nhé. Da đầu bạn này thì đang sạch này, đây là chế độ thường này các bạn ha. Cái cọng màu đỏ này là gì vậy? Là tóc bạn hay nhộm á. Đây là chế độ sâu này, nếu mà không thấy sen thương thì mình sẽ không thấy gì hết nữa, đẹp. Đây là chế độ UV này, mình sẽ thấy được một ít gầu, các bạn thấy không? Lỗ chân lông thì màu trắng nè, ha, và bã nhờn ở trong cái chân tóc của mình á, nó bắt màu đỏ đỏ đó, là các bã nhờn á, ha. Đỏ trắng xanh xanh là gì bác? Màu xanh này là bắt cản quang thôi, một cái chất gì đó nó dính trên tóc của em thôi. Dạ. Trong bạn này thì cũng ít gầu thôi, không có nhiều gầu, bạn này không phải bị nấm nha, không có nấm nha. Da đầu thì hơi nhờn một xíu, nhưng mà không phải là da đầu nhờn, có nghĩa là có thể là lâu ngày chưa gội đầu chẳng hạn, nhưng mà da đầu không nhờn đâu. Nhờn thì nó sẽ có, nhìn nó nhờn, nó bóng dầu luôn. Và thứ hai á là cái bắt tiêu UV á, những cái bã nhờn trong chân tóc nó rất là nhiều. Vậy là thường soi da đầu mình sẽ soi bằng chế độ tiêu UV. Đúng rồi, tiêu UV và chế độ thường là mình sẽ thấy được sen thương ha. Dạ. Còn đối với trường hợp soi sâu thì mình sẽ dùng trong này thâm, nám, mụn ha. Rồi mình soi những cái da mà bị nhạy cảm, mạch máu thì mình thường là chế độ soi sâu. Mình nấm thì mình sẽ thấy luôn cả một cái sen thương nấm luôn ha. Bên ngoài cái nấm á, nấm da đầu thường nó sẽ có hình tròn ha. Nó có nhiều thể lắm. Bình thường nó sẽ giống như là một cái mảng khô hình tròn bám trên da đầu á ha. Và nó có viền rất là rõ ràng giữa da bị bệnh và da lành. Nó có viền rất là rõ ha. Và thường người bệnh rất là ngứa. Còn có một số trường hợp nấm nó có những cái ổ mủ bên trong ha, nó có thể chảy mủ, chảy máu, và thường nấm da đầu nó gây rụng tóc. Là cách để mình phân biệt nấm. Ổ mủ ở trên da đầu thì sao bác? Thì da đầu mình nó cũng giống da mặt da thân vậy thôi, nó cũng có những cái nang lông ha, và việc tích tụ những cái bã nhờn ở đó cộng thêm vi khuẩn thì nó cũng gây nên mụn ha. Nó có thể mụn to, mụn nhỏ, mụn không viêm, mụn viêm. Khi mình nhiễm nấm thì mình mới bị bệnh nấm, chứ nếu không có con nấm thì không có gọi là bệnh nấm, có thể đó là mụn lành tính bình thường thôi. Bệnh gì? Nấm nó lây nha, bệnh nấm da đầu là lây ha. Nó có thể lây từ người sang người, và một số trường hợp á nó sẽ là từ động vật lây sang người, ví dụ như chó, mèo lây qua mình. Thì tại sao các bạn cần phải dùng máy soi da? Thì thứ nhất là máy soi da sẽ giúp các bạn chẩn đoán được chính xác cái tình trạng bệnh lý của da, từ đó sẽ giúp cho các bạn đưa ra phác đồ điều trị chính xác hơn. Thứ hai là khách hàng họ sẽ tin tưởng mình hơn khi họ nhìn thấy được những cái tổn thương trên da của họ, từ đó họ sẽ tuân thủ điều trị tốt hơn để mang lại hiệu quả điều trị bệnh tốt hơn.